chương 223 Cố phi âm ở thiền trượng một thời gian Cô phát hiện hòa thượng xinh đẹp quả nhiên là người tàn nhẫn độc ác Lớn lên thì xinh đẹp Nhưng tâm địa lại không đẹp một chút nào Lý do là cô càng ngày càng hư nhược Rõ ràng mỗi ngày đều ngưng tụ hồn phách Tích góp lực lượng Hy vọng có thể sớm ngày tránh thoát thiền trượng Tìm đến tự do Thế nhưng hồn lực vẫn như cũ Ngày qua ngày giảm bớt Cô thậm chí cảm giác mình càng ngày càng suy yếu Dần dần ngay cả tùy tiện nhảy nhót vài cái cô cũng không còn sức lực. Càng ngày uể oải ở thiền trường, có đôi khi rất khó chịu, cô sẽ không muốn sống, thét chói tai. Liễu nguyện tiểu hòa thượng cả ngày vây quanh thiền trường. Ngày xưa cố phi âm còn sẽ xúi dục hắn, hiện giờ ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Chưa quên lập bẩm vài câu, hỏi bọn hắn khi nào có thể thả cô, hồn cô sắp bị niệm đến tan rồi. Tiểu hòa thượng nói, cô thí chủ, người thật sự hiểu lầm, Sư phụ là đang suy nghĩ biện pháp cứu người thôi Cố phi âm không quá tin tưởng Bởi vì bọn họ càng cứu cô Cô càng khó chịu Cô cảm giác thân thể cùng đầu óc như là bị xé ra Đau đến không thể chịu nổi Hồn phách cô sắp tán biến rồi Tiểu hòa thượng thật sự bị dọa sợ Hoang mang rối loạn chạy đi tìm sư phụ Sư phụ sư phụ Cố tỷ tỷ giống như càng ngày càng khó chịu Người mau nghĩ biện pháp đi Tông Nan nói Mặc cho số phận đi Đây là có ý tứ gì Tiểu hòa thượng không hiểu lắm Chẳng lẽ sư phụ hắn từ bỏ cố tỷ tỷ hay sao Vậy làm sao được Mũi hắn đau xót Nước mắt lạch tạch rơi xuống Cố tỷ tỷ tuy rằng túng lại tham tài Lá gan nhỏ muốn chết Nhưng cô là quỷ tốt Thậm chí so với nhân loại nào đó thì còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần Huống chi cô là vì cứu bọn họ Mới biến thành dáng vẻ thế này Bởi vì chuyện này hắn vẫn luôn giàu dĩ không vui Chưa hôm đó liền đi lên núi làm bẫy đợi hai ngày mới chờ tới một con thỏ xám hắn liền đem con thỏ giết nướng còn đi phòng bếp trộn một chút muối ớt cay rau hạt cải gia vị tẩm ướp mấy tiếng chờ ngon miệng rồi mới để lên giá nướng thơm ngào ngạt đưa cho cố tỷ tỷ ăn hắn nghĩ cố tỉ tỉ sắp hồn phi phách tán nhưng thế nào trước khi chết cũng phải ăn ngon mà cô vừa vặn lại rất thích ăn thịt cố phi âm thấy thỏ nướng thơm ngào ngạt trước mắt thì sáng người cô hít hít cái mũi Quả nhiên là thơm quá thơm quá Nhưng mà hắn vì cái gì lại cho cô ăn thỏ Còn phảng phất như lần gặp mặt cuối cùng Đưa tiễn cô đoạn đường cuối Tiểu hòa thượng này là có ý tứ gì Tiểu hòa thượng nói Cô thí chủ, người ăn nhanh đi Bằng không lạnh thì không ngon nữa Cô phí âm liếc hắn vài cái Cứ việc trong lòng hoài nghi Nhưng rốt cuộc vẫn bị mùi nướng thơm ngào ngạt hấp dẫn Cô nói Ăn ngon thật sao Tiểu hòa thượng gật gật đầu Ăn ngon, đặc biệt rất ngon, ta nướng rất lâu đấy. a à, thật vậy chăng? Người ăn cho ta xem nào. Nó đến cùng vẫn là không tin hắn sao? Tiểu hòa thượng nói, ta là người xuất gia, không dính thức ăn mặn. Cố phi âm bĩu môi, một bộ quả nhiên là như thế. Vậy người còn nói ăn ngon, tiểu hòa thượng không thành thật, đứa nhỏ như người lại dám lừa quỷ. Tiểu hòa thượng mờ mịt, chớp mắt một cái, liền nghe cố tỉ tỉ hô to. Tông nan, tông nan, đồ đệ người nói thỏ nướng ăn ngon, Đồ đệ ngươi nói tỏ nướng đặc biệt ngon Ngươi không tới quản hắn hay sao Tiểu hòa thượng khóc tật Hắn quả nhiên không nên đau lòng cô mà Tiểu hòa thượng bị Hòa thượng xinh đẹp kêu ra ngoài Hắn gục đầu thở phì phì trừng mắt nhìn cố tỷ tỷ liếc mắt một cái Cầm thỏ rời đi Không vứt hiện thỏ được đã sớm không có mùi vị Ở trong thiền trượng Cố phi âm chép chép miệng Wow sắc hương vị đều đầy đủ Quả nhiên là ăn ngon thật Tiểu hòa thượng bị chép 100 lần kinh thư còn bị phạt ở trước mặt Phật tổ, sám hối. Mỗi lần thấy sư phụ cầm thiền trượng ra, Phạm Văn đều có thể thấy cố tỷ tỷ đang cùng hắn giễu võ dường oai. Hắn tức giận hừ một tiếng. Mấy ngày nữa, cố tỷ tỷ tìm hắn nói chuyện, hắn sẽ không thể phản ứng. Kỳ thật hắn cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Hắn, sư phụ, còn có cố tỷ tỷ, bọn họ ba người sinh hoạt ở bên nhau, như vậy rất hạnh phúc. Nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra, cố tỷ tỷ hồn phách càng ngày càng không ổn, nếu không phải vẫn ở trong thiền trượng Nếu không phải mỗi ngày Sư phụ đều lấy kinh văn ôn dưỡng Cô đã sớm mất đi lý trí Trở nên điên cuồng Biến thành lệ quỷ giết người Đến lúc đó cô sẽ bị Lục đạo ruồng bỏ không còn tương lai Cố tỉ tỉ tốt như vậy Nếu biết chính mình giết nhiều người như thế Chỉ sợ sẽ rất khổ sở Đó là đêm khuya Đang ở trong thiền trượng Cố tỉ tỉ đột nhiên phát ra âm thanh chói tai chu lên Âm thanh cực đại trực tiếp đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh hắn hoang mang rối loạn chạy tới thấy sư phụ vẻ mặt ngưng trọng cầm thiền trượng đi ra cùng hắn nói ta mang cố phi âm đi đại điện ngươi ở ngoài cửa vì ta hộ pháp trước khi ta ra người nào cũng không được tiến vào quấy giày hắn khẩn trương lại lo lắng đáp một tiếng sư phụ cố tỷ thì, thì sẽ không có việc gì chứ tông nàn rũ mắt nhìn thiền trượng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt rồi lại cực kỳ kiên định sẽ không hắn nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra Hứa hẹn nói sư phụ cứ yên tâm Hắn nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào Tới quấy rầy bọn họ Mà Tông Nan mang theo cố phi âm Ở trong đại điện 7 ngày 7 ngày này Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn đặt ở cửa Có đôi khi Sư phụ sẽ mở cửa cầm lấy Có đôi khi cả một ngày cũng không động Hắn trở bên ngoài Ban đầu còn có thể nghe cố tỉ tỉ thống khổ khào giống Mà gần đến cuối Thanh âm của cô cũng càng nhỏ Thẳng đến ngày thứ bảy hắn đã không còn nghe thấy nữa. Hắn gấp đến độ ghé cửa trong ngóng, hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cố tỷ tỷ thế nào, càng không biết sư phụ rốt cuộc có biện pháp gì cứu cố tỷ tỷ hay không. Hắn trừ bỏ khẩn cầu trời xanh thương hại, cái gì cũng không làm được. Thẳng đến trạng vạng ngày thứ bảy, tổng nàn rốt cuộc cũng từ trong đại điện bước ra, đón lấy ánh nắng chiều tà. Hắn suy yếu, thân ảnh màu trắng đứng dưới hoàng hôn mở nhạt, phảng phất ngay sau đó liền về mờ mịt thành tiên sư phụ sư phụ người không sao chứ cố tỉ tỉ đâu sư phụ quay đầu lại hắn đi theo nhìn lại thấy cố tỉ tỉ an tĩnh bay ở trong điện thân thể như ẩn như hiện xung quanh tràn ngập âm oán chi khí làm cho người ta hoảng sợ cô vẫn luôn không tỉnh lại hắn cùng sư phụ giữ bên cạnh một lúc lâu cũng không thấy cô tỉnh lại cố tỉ tỉ khi nào mới có thể tỉnh thời tìm tới tự nhiên liền sẽ tỉnh lại Hắn gật đầu nói tốt Hắn nhất định có thể chờ đến khi cố tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại Dù sao hắn cũng không nóng nảy Hắn có rất nhiều thời gian để chờ Đáng tiếc Một ngày qua đi Mười ngày qua đi Một tháng lại qua đi Cố tỷ tỷ vẫn không thấy tỉnh Hắn rất lo lắng Không làm được giống như sư phụ Có thể như bình thường Ở bên cạnh cố tỷ tỷ đả tọa niệm kinh Hoặc là kéo chân cho cô ra bên ngoài Lên thạch đài phơi nắng Kỳ thận hắn rất muốn nói Quỷ hình như cũng không cần phải phơi nắng. Tông Nan chỉ vào Cố Tỷ Tỷ, sắc mặt xanh trắng nói, không có màu máu giống quỷ. Nhưng Cố Tỷ Tỷ không phải là quỷ hay sao? Đương nhiên sư phụ nói, hắn cũng không dám phản bác, còn thiếu gật đầu nói đúng đúng, ngài nói đều đúng. Chính là có một ngày vào buổi sáng, hắn dậy sớm làm bài tập, phát hiện Cố Tỷ Tỷ bay trên xà nhà không thấy đâu nữa. Hắn hoang mang rối loạn chạy tới hỏi sư phụ, Cố Tỷ Tỷ có phải đã tỉnh hay không? Sư phụ lại lắc đầu nói không Cô không tỉnh lại Chỉ là đi rồi Có thể là về nơi cô cho rằng là an toàn nhất Nơi an toàn nhất ức Tiểu hòa thượng nghe không hiểu Chẳng lẽ bên người bọn họ không an toàn hay sao Lại nói cố tỉ tỉ nếu như không tỉnh Như thế nào để trở về nơi an toàn nhất được Tông nan nhìn hướng rừng cây Và phòng xanh um tươi tốt Theo tâm tư con quỷ kia Chỉ sợ là đang ngủ say Không tự chủ được Quay về mộ của mình Hắn rỗ mắt trong không khí phiêu đáng thở dài như có như không. Cố tỷ tỷ ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy, liễu nguyện tiểu hòa thượng khổ sở một đoạn thời gian dài, bất quá từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều phải đi một vòng trên đỉnh núi, bởi vì hắn biết nơi ở của cố tỷ tỷ cũng chỉ có chỗ đó, có đôi khi sẽ đưa lên bàn thờ chút trái cây cúng, loại trái cây cúng này đã cúng bồ tát, ăn vào có phúc khí, hắn mong cố tỷ tỷ ăn vào cũng sẽ trở nên có phúc khí, cô tốt như vậy, lẽ ra nên có phúc khí mặt khác hắn còn bắt gà rừng thỏ hoang vài bận nướng tốt mang đến đỉnh núi đáng tiếc những thứ kia căn bản không có dấu vết bị động qua hắn rất thất vọng xem ra cố tỷ tì, tì không trở về bằng không cố tì tì ăn ngon lời làm sao có thể không động cô khẳng định sẽ bị dụ hoặc đương nhiên hắn càng muốn biết mấy ngày nay ở trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao cố tỷ tì, tì vẫn luôn không tỉnh lại sư phụ cũng thân thể mỗi ngày một kém bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày liền đã qua đời thẳng đến lúc ấy hắn mới biết được nguyên lai like, sư phụ lúc trước là vì cứu cố tỷ tỷ hào phí đại giới cực lớn đến nỗi là cái gì sư phụ cũng không để cùng hắn đề cập hắn mơ hồ cũng đoán được nếu không sư phụ làm sao có thể chết sớm như vậy nhưng cho dù là như thế bất quá cũng chỉ là tạm thời bảo vệ được hồn phách của cố tỷ tỷ bình an không có việc gì mà thôi cũng chính là lúc ấy sư phụ nói cho hắn biết Năm đó hắn tính cho cố tỷ tỷ một quẻ Những năm gần đây Cũng vẫn luôn muốn đi tìm cô Xem tình huống như thế nào Nhưng điều duy nhất hắn biết đến chính là Cô sẽ trở về Chỉ là không biết cô ấy sẽ lấy phương thức gì để trở về Và khi nào mới trở về Liễu Nguyễn Tiểu Hòa Thượng khóc lóc nói Chờ cố tỷ tỷ trở lại Con nhất định sẽ nói cho cố tỷ tỷ Chúng ta không phải hòa thượng xấu Cô ấy đã hiểu lầm sư phụ Tông nàn lắc lắc đầu nói Thiên cơ không thể tiết lộ Sư phụ Sư phụ, sư phụ Đó là câu cuối cùng sư phụ nói với hắn Liễu Nguyện suy nghĩ đã lâu Cũng không biết những lời này ý tứ là gì Là không muốn nói cho cố tỷ tỷ Hắn đã cứu cô ấy Hay là vì cô trả giá nhiều Sợ cô khổ sở Hay là còn có cái khác Hắn đều không rõ được Hắn nghĩ nghĩ hồi lâu Thẳng đến vài chục năm sau Hắn mới cơ hồ cảm ứng được cái gì Gọi là thiên cơ Cố vị âm tỉnh lại Ở hố sừng rốt hồi lâu Cô chấp chấp đôi mắt Nghe được ngoài mộ có tiểu quỷ đang nói chuyện Thảo luận công tác Còn có người y y a a ca hát Càng có thanh âm quỷ nước tình cảm phong phú cao giọng Diễn cảm đọc mã đinh Lộ đức kim Ta có một giấc mộng Cô từ hố ngồi dậy Xoa xoa đầu óc hôn hôn trầm trầm Trong đầu những ký ức xa lạ lại quen thuộc Cơ hồ muốn nhét đầy đầu óc Cô khó chịu ngửa mặt lên trời thét dài Tiếng kêu bén nhọn làm tiểu quỷ ngoài mộ nháy mắt an tĩnh lại. Cả kinh liên tục lui lại, nói đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn thú hóa hay sao? Cái gì thú hóa? Chủ nhà dậy sớm luyện thanh thôi. Quỷ phu nhân nghe được thanh âm ra xem xét bài lượt. Quỷ nước không dám động diễn cảm ta có một giấc mộng nữa. Hai cái chân lúc lắc như một con cá trôi vào sông, cả buổi cũng không dám động đậy. Cố phi âm giống lên một câu, cuối cùng cũng thoải mái, trên mặt xanh trắng có chút mê mang. Trong miệng nỉ nó nói Tông nan Nguyên lai lại là hòa thượng xinh đẹp cứu cô Sáng sớm tình mơ Hòa thượng Nguyện đã ăn mặc gọn gàng Đi tiễn chị cố đi làm Để chị ấy mau nhớ ra ông là ai Ông rửa mặt cẩn thận con phải trà cái đầu chọc lấp Người già rồi dễ có nếp nhăn lắm Không trà không được Trà làm sao cho nó càng bóng luôn ấy Ông còn tính chuẩn bị tí keo để vuốt Tiếc rằng làm gì có tóc đâu Ông hào hứng đi tung tăng Ai ngờ vừa đến cửa Nghe được tin nhà chị cố tối qua bị cháy Bây giờ đang ở ngoài lánh nạn Ông bị dọa cho nhảy dựng Gặp đến độ dậm chân Nếu biết chuyện đó xảy ra Ông đã mang chị cố về đến tận nhà Tịnh hành dáng quyền bảo ông bình tĩnh Mặc dù bản thân cậu ta cũng đang vô cùng sốt ruột Nhưng chưa gấp đến độ lòng loạn cao cao Cậu hỏi Người đó rằng Người ở trong đó có ai bị thương hay không Bị thương thì không có ai bị thương cả Thời điểm cháy nhà, trong nhà cũng không có người. Nói chung, vận khí của cô em cố tốt. Nếu rơi vào trường hợp cháy vào đêm hôm khuya khoát thì coi như xong đời. Ôi, phong thủy ngôi nhà đó xấu thật đấy. Trước đó đã có ba người mất mạng ở đấy. Mấy khách trọ về sau kết cục cũng chả tốt đẹp gì. Gọi là quỷ quấy. Chuyện cứ xảy ra thường xuyên. Hòa thượng nguyện viết chị cố không có việc gì. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Vỗ ngực nói, mày quá may quá. May mà chị cố không có việc gì. Nếu không ông chẳng biết đến đời nào để đợi chị ấy ông cũng không còn thời gian để chờ đợi nữa chị cố tịnh hành kinh ngạc nhìn về phía sư phụ nếu như cậu nghe không lầm thì sư phụ nói chắc chắn là chị cố tịnh hành không rõ lắm đường sư phụ gọi là chị cố thí chủ này rốt cuộc là ai chứ sư phụ đi 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 chúng ta đi tìm cố thí chủ sư phụ không hề phát hiện ra sự nghi hoảng trong mắt đồ đệ của mình sau khi biết tin cố thí chủ gặp chuyện hai cây chân thấp khớp chạy cực nhanh về bờ sông đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho cô thí chủ trình độ linh hoạt có thể so với thanh niên thời nay người tuy già nhưng trí không già chút nào tịnh hành sợ sư phụ đi xa mất cần xảy ra chuyện nên cũng đi theo tuy sư phụ ai nhìn rất nhanh nhẹn nhưng dù sao thì vẫn là một ông lão 89 tuổi mấy vấn đề viễn thị nghệ ngãng sườn cốt yếu đều có đủ bọn họ vừa xuống tới dưới lầu đã nhìn thấy cô thí chủ trở về cô cúi đầu hai tay buông thõng mái tóc rũ dài trên vai khi biết bọn họ tối mới âm trầm ngẩng cái đầu cứng ngắc của cô lên vẻ mặt không cảm xúc nhìn bọn họ chằm chằm đào đào trong mắt đen như mực nói hai người tới rồi à hòa thượng nguyện sững sờ một chút rồi chạy sang quan sát chị cố hoàn hảo không một vết thương mới trách móc trong nhà bị cháy sao không đến tìm tôi hả cô tối qua ở chỗ nào không sao chứ cố phi âm lắc đầu nói cô không có việc gì trong mắt lướt qua người tịnh hành khiến tịnh hành không hiểu lúc này cô mới ung dung giải thích rằng tất nhiên tối qua cô ở cầu vượt chỗ ấy quỷ nhiều rất tiện lợi mọi người đều quen thuộc có rất nhiều quỷ tốt để kết bạn hỏa thượng nguyện và tịnh hành đều nghi ngờ hả nơi đó người ở được à chỗ cầu vượt bên kia bọn họ đã thấy rồi quanh đó trụi lùi ngay cả chỗ tránh mưa tránh nắng cũng chả có làm sao người ở được dĩ nhiên đến lúc họ tới chỗ ấy để xem nhất là thấy được cái mộ được đào rất sâu Giải đầy hoa tươi thì đều kinh ngạc không thốt nên lời khoái miệng hòa thượng nguyện co rút nhớ tới rất lâu rất lâu trước đây chị cố ở trong thiền trượng của sư phụ ông từng chạy trốn ra ngoài xong bị sư phụ của ông kéo ra từ trong mộ đã trải qua nhiều năm như vậy mà sao sở thích này vẫn không thay đổi thế tất nhiên ông không nỡ để chị cố ở mãi trong mộ vì nó rất lạnh không để ý là đổ bệnh chị cố cô về chùa với tôi đi trong chùa có phòng dùng để nghỉ ngơi cô có thể ở đó vài ngày Tuy cố phi âm đã thay đổi cái nhìn về hòa thượng Nhưng sợ thì vẫn sợ Quân chi lúc nào cũng thấy chùa miếu cô chả đi vòng Cô vô đấy có khác gì cá chui đầu vào lưới chứ Tốt nhất là dẹp ngay Tôi ở đây rất tốt không có vấn đề gì Nếu đói bụng sẽ có cá nướng ăn rất tiện Nữ mà đầu này Rốt cuộc cũng nhớ tới quỷ nước gã ha Nhưng mà gã thấy hơi kích động và hưng phấn là vì sao chứ Muốn bắt cá Kỳ thật ở chỗ nào đối với cố phi âm cũng đều được Cô không soi mói mấy chuyện này miễn sao an toàn là ổn hơn nữa hiện tại cô chỉ để ý tịnh hành trước kia cô chỉ thấy hơi quen mắt giống như đã từng gặp qua ở đâu nhưng bây giờ nhìn lại bên ngoài hắn hơi giống một người anh cả của cô anh cả của cô mất rồi cô tận mắt thấy anh tắc thở Chỉ để lại một đứa con mồ côi lục của biến thành quỷ đứa bé còn rất nhỏ mới sinh có được vài tiếng ở trên lưng cô nhẹ như bông cho tới bây giờ cô thậm chí không biết nó còn sống hay không nếu còn sống chỉ sợ giờ cũng đã chết. Cô nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhìn đến nỗi tiểu hòa thượng biến thành lão hòa thượng, tiểu hòa thượng bị đẩy sang bên cạnh, lảo đảo mấy lần suýt té. Anh bất đắc dĩ quay đầu nhìn sư phụ, bây giờ sư phụ anh nhăn nhăn khuôn mặt giống hòa cúc cười hề hề. cố thí chủ, đồ đệ của tôi không hấp dẫn đâu, lớn lên cũng thế thôi, không sinh trai bằng tôi lúc trẻ đâu. Tịnh hành nhịn không được nên liếc một cái. Cố phi âm nhìn lão hòa thượng chăm chú, Lão hòa thượng nháy nháy đôi mắt tí hí vẻ mặt mong đợi nhìn cô Cô thí chủ Cô nhìn tôi lớn lên thế nào Cô phi âm cẩn thận suy nghĩ một hồi nói Lớn lên cũng tạm Hòa thượng nguyện choáng váng Ôm khuôn mặt oan ức nói Tôi hồi trẻ quyến rũ lắm đấy Nhiều cô nương thấy tôi đều đỏ mặt Cô phi âm gật đầu Cũng không sai Dù gì ánh mắt của mấy cô nương nhỏ không cao như cô Về ngoài tạm tạm cũng có thể nói là đẹp Có điều Tôi thấy đôi mắt ông trông rất quen Tôi từng quen một tiểu hòa thượng Đã xấu còn vừa gầy vừa đen Nói chung là xấu lắm ấy Nếu không phải nó nghe lời tôi Thì tôi cũng chả muốn thu làm tiểu đệ Ai chà Tôi nhìn vẻ ngoài của ông thấy hơi giống nó Nó cũng thích nháy nháy đôi mắt tì hí nhìn tôi chăm chăm Đây là ý gì Là đang nói ông đấy à Thân hình của hòa thượng Nguyễn run rẩy Nhìn cô kinh ngạc Ông cảm thấy khẩn trương Ngay cả hình tượng của mình trong lòng chị cố như thế nào cũng chả tự giận chỉ mông lung hỏi bé hòa thượng bé hòa thượng nào cô nhớ lại rồi ư cố phi âm ậm ừ có vẻ thế cô đếm đếm ngón tay cô nhớ mình ngủ mê mệt rất nhiều năm sau khi tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi cẩn thận tính thì nhiều năm rồi không chừng giờ đã chết vậy, à, vậy vậy nếu như nó chưa chết thì sao chưa chết chưa chết vậy chắc là còn xấu hơn không giống cô bất cứ lúc nào cũng trời sinh quyến rũ cực kỳ xinh đẹp. Hòa thượng nguyện tưởng tượng lúc mình và chị cố gặp nhau sẽ là một màn cảm động dậy trời. Ông sẽ nói cho cô biết ông đã chờ cô rất nhiều năm, sư phụ ông cũng chờ cô rất nhiều năm, nhưng chỉ còn lại có mỗi mình ông. Nhưng ông không thể ngờ, lúc chị cố nhận ra mình, ông lại muốn tỏ vẻ chúng ta chưa từng quen biết nhau. Thế sự quả nhiên vô thường, biến hóa đa đoan, khó mà lường trước được. Cố phi âm nhìn hòa thượng nguyện vài lần, sau đó ánh mắt chỉ đề trên người tịnh hành hòa thượng nguyện nhịn không được chép miệng lườm đồ đệ của mình mấy cái chùa loét cố phi âm cảm khái nói cậu rất giống anh cả của tôi tịnh hành nghi ngờ hỏi anh cả của cô Sắp mặt nguyện trở nên nghiêm túc nhìn về phía cố phi âm cố phi âm gật đầu sau khi anh cả bị giết đã để lại một đứa trẻ mà đứa trẻ đó sau này như thế nào cô thật sự không rõ có phải giống như cô bị giết hay là vận khí tốt được người ta cứu cô cũng không biết cô hỏi cậu tên là gì tôi à, tôi tên là tịnh hành đó không phải tôi hỏi cái tên trước khi cậu xuất ra cơ họ tên của cậu là gì nhà ở đâu tịnh hành mờ mịt lắc đầu ký ức của anh chỉ có ở chùa bạch ngọc anh theo sư phụ lớn lên từ nhỏ cũng chỉ có một cái tên chính là tịnh hành anh buộc phải nhìn về phía sư phụ cố phi âm cũng nhìn về phía hòa thượng nguyện Hòa thượng Nguyễn chịu đựng đau lòng giải thích Nếu mà tôi đoán không sai Tịnh hành hẳn là hậu nhân duy nhất của nhà cô Từ khi ông biết được thân thế của chị cố liền cố gắng hỏi xăm xem trong chấn Biết được gia đình năm đó bị cướp Một nhà cố tiên thanh có 6 người Thì bị giết mất 4 người Mà huyết mạch duy nhất của gia đình Cũng suýt bị chết trong hoàn cảnh hỗn loạn đó May mắn đường Dư Lập Phong đi ngang qua cứu Dư Lập Phong thiện tâm Khi nhận ra đứa bé thuộc nhà họ cố Liền đưa về nhà Y tưởng cả nhà họ cố đều đã chết rồi Lại không ngờ Hồng Dĩnh vẫn còn sống Cô ấy là vợ của cố sán Mẹ đẻ của đứa trẻ Đứa trẻ dĩ nhiên Về với vòng tay của Hồng Dĩnh Cô ấy ôm con mình khóc giống một trận Cố gắng sốc tinh thần lo an táng cho bốn người trong gia đình Sau đó không bao lâu Cô không còn nơi nương tựa nên trở về nhà mẹ đẻ Nghe nói Hồng Dĩnh đặt tên cho đứa bé là Cố Sinh Sinh tượng trưng cho sinh mệnh, sinh cơ bởi vì đứa bé đã được cố phi âm dùng tính mạng của mình đánh đổi. Tiếc rằng Hồng Dĩnh sống chưa được mấy năm cũng bạo bệnh mà chết. Nghe bảo do lúc sinh con, bà bị thương nặng, lại nhớ vong phu quá độ, thân thể đã xâm úa tàn, dẫn đến một trận cảm mạo, liền cướp đi sinh mạng của bà. Cố phi âm nói, cố sinh, hắn tên là cố sinh à, cái tên nghe rất hay. Hòa thượng nguyện nói, đã qua nhiều năm, tất nhiên là chết rồi. Chết sao? Ừ, cũng đúng, Cuộc đời con người rất ngắn ngủi Nếu không chết chỉ khi là quỷ giống như cô Nghe nói sau khi Hồng Dĩnh chết vài năm Cố sinh được cậu lo cho liên kết hôn Sau đó sinh được hai trai một gái Lúc ấy anh dạy học trong một trường tư thục Lại được gia đình cậu mợ quan tâm Tháng ngày sống cũng khá tốt Đáng tiếc sau đó thời cuộc biến động Người nhà họ cố cũng gặp phải không ít biến cố Cố sinh và vợ, con gái Được con trai trưởng đưa ra nước ngoài tránh loạn con trai trường lựa chọn ở lại trong nước lại bị gán tội bị nhốt vào tù đứa con thứ là mọi cách cũng không cứu được anh trai ngược lại chính mình cũng bị nhốt vào hai anh em bị nhốt mấy năm mới được thả ra ở bất cứ thời đại nào người bị ngồi tù cũng đều bị nhạo báng bị xem thường hai anh em nhà họ cố ngồi tù vợ con ở lại cũng phải chịu những ánh mắt dè biểu của người đời ngày tháng rất là thê thảm từ đó nhà họ cố cũng sụp đổ người ly tán người qua đời Tịnh hành hẳn chính là một trong số những hậu nhân của nhà họ cố. Lúc liễu nguyện nhặt được tịnh hành ở thùng rác ngoài cửa miếu, thấy trong tã lót của cậu có một tờ giấy viết tên tuổi ngày sinh tháng đẻ. Theo như suy đoán của ông, chắc hẳn không sai được. Còn vì sao lại bỏ rơi cậu, liễu nguyện cũng không cố đi tìm hiểu quá kỹ, chỉ nói đây có lẽ chính là duyên phận. Mấy chục năm trước, cố tỉ tỉ hai lần cứu mạng ông, hiện giờ ông cũng có thể cứu được hậu nhân của nhà họ cố cô phi âm đương nhiên cũng thấy kinh ngạc cô hoàn toàn không nghĩ tới tịnh hành lại chính là hậu nhân của cháu nhỏ của cô còn có chút huyết thống như vậy tính ra cô không phải còn thành ba cô rồi à trong phút chốc ánh mắt của cô nhìn tịnh hành liền thay đổi từ âm trầm biến thành hiền lành thân thiện dễ gần dù thế nào thì cô cũng coi như là trưởng bối mà tịnh hành bị cố thí chủ nhìn đến mức ngờ vực khó hiểu nếu không nhầm cậu còn lớn hơn cố thí chủ 1-2 tuổi nữa đấy Thế nhưng ánh mắt như nhìn vạn bối của cô kia là chuyện gì hả? Cho dù có họ thì cũng nên là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại chứ. Liễu Nguyện Hòa Thượng lập tức đẩy tịnh hành ra. Cố tỉ tỉ làm sao vậy? Cô cũng chưa từng nhìn ông như thế bao giờ. Tịnh hành nghi hoặc nói. Sư phụ, con và cô thí chủ là thân thích thật sao? Là em gái của con ạ? À? Lão Hòa Thượng Nguyện muốn phun nước bọt. Thân thích gì? Em gái gì hả? Đó là bà cô của người đó. Ngươi nên gọi là bà cô tổ Dù sao ông cũng muốn gọi cố tỷ tỷ đây này Cô mà thành em gái vậy thì ông gọi là gì Nhưng có điều Có thể gọi theo bối phận của ông Vậy gọi sư thúc đi Cô nghĩ nghĩ Vì sao lại gọi tôi là sư thúc Tôi không phải sư thúc Cứ gọi là bà cô đi Tịnh hành nghi ngờ Sư phụ cậu chỉ là có chút không đáng tin Không nghĩ tới cô thí chủ này lại càng không đáng tin như vậy Cái này cũng là muốn lợi dụng Để chiếm tiện nghi của cậu nữa chứ dù sao về bối phận này cũng không thể rớt ra được Sự thúc tịnh hành còn miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng bà cô thì hoàn toàn không thể mở mồm ra nổi đương nhiên cổ phi âm vẫn rất vui vẻ cháu trai nhỏ không chết còn sống khỏe mạnh còn có cả hậu nhân nữa tuy rằng trong số các hậu nhân có người trở thành tiểu hòa thượng mà cô sợ nhất ghét nhất nhưng cuộc sống vốn là như thế thích trêu đùa con người cô cũng quen rồi cho nên cũng không cảm thấy khó tiếp thu cô nhớ lúc mình sắp chết không thể yên lòng nhất chính là cháu trai nhỏ. Cô không hối hận chạy về tìm cha mẹ, càng không sợ chết. Điều cô hối hận nhất chính là khi trở về không để đứa bé ở lại, khiến nó vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với cái chết. Cũng may, cô đã không còn phải tiếc nuối nữa. Về phần nhận lại hậu nhân nhà họ cố gì đó, cô cũng chưa từng có suy nghĩ này. Dù sao đứa cháu trai mà cô nhớ nhung dây dứt nhất, lúc này cũng đã chết rồi. Đối với người khác cô cũng không có tình cảm gì. Huống chi cô còn làm mượn xác hoàn hôn Chuyện này làm sao có thể giải thích rõ ràng cho được Vì an toàn Cô vẫn nên an phận mà sống vậy thôi Lại nói Không phải là còn có tịnh hành ở đây sao Có một người có thể nhặt xác giúp cô đã là không tệ rồi Hơn nữa ngay cả quan tài cô cũng đã chuẩn bị sẵn Cũng không phiền phức lắm Điều cô mong muốn nhất hiện tại Lại chính là đi tới phần mộ của hòa thượng xinh đẹp thăm viếng vài lần Trước kia cô sợ ông ấy Nghĩ rằng Cố đợi đến khi ông ấy chết đi Thì cô có thể tự do tự tại rồi không nghĩ tới bây giờ hy vọng ấy lại thật sự trở thành sự thật. Thời gian chọn là vào thứ hai, bởi vì thứ bảy chủ nhật là thời điểm nhà ma đông khách, cô không đi được, chỉ xin phép nghỉ được vào thứ hai mà thôi. Liễu Nguyện Hòa Thượng nói sẽ đi cùng cô với Trấn Bạch Ngọc, đưa cô đi thăm sư phụ ông. Cô nhìn chằm chằm Liễu Nguyện Tiểu Hòa Thượng một hồi lâu. Sư phụ cậu, sư phụ cậu là Tông Nan, vậy cậu là... Liễu Hòa Thượng trận trừng đôi mắt già nua, vẻ mặt chờ mong, nhìn cố tỉ tỉ của ông. Đúng đó, đúng đó, chính là ông đó. Ông chính là tiểu hòa thượng dễ thương năm đó từng đưa cho cô gà nướng tỏ nướng, táo to táo nhỏ đó. Cậu, chẳng lẽ là tiểu đồ đệ mà Tông Nan thu nhận sau này? Tôi ngược lại có biết đại đồ đệ của Tông Nan, lúc này chắc hẳn cũng đã chết rồi. Tịnh hành nhìn dáng vẻ tội nghiệp của sư phụ mình, có chút nghi hoặc lại có chút bất đắc dĩ nói. Sư tổ tôi chỉ có một mình sư phụ là đồ đệ, không còn đồ đệ nào khác cả. Hả? Cố phi âm lúc này mới nghi ngẩn Hòa thượng xinh đẹp chỉ thu một đồ đệ Còn là tiểu hòa thượng trước mắt này ư Cô kinh hãi Thật á, chẳng lẽ cậu chính là cậu tử Nhóc con xấu xí gầy con đen đúa năm đó Không ngờ cậu đã già như vậy rồi ư Lúc ấy lưu hành việc đặt tên xấu Vì như vậy mới dễ nuôi Cho nên từ nhỏ Liễu nguyện hòa thượng ông đã được gọi là cậu tử Sau khi cha mẹ chết Bọn trẻ con trong thôn bắt nạt ông cũng gọi ông là cầu tử cầu tử. Bọn nó nói ông là đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, lại đi khác bọn nó, cho nên không có ai muốn chơi đùa cùng ông, cũng không có ai dám chơi cùng ông. Cứ thấy là đuổi ông đi. Sau này đi theo sư phụ rồi chính thức xuất gia, sư phụ đặt pháp danh cho ông mới thoát khỏi sừng hồ cầu tử này. Ông tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không ai gọi ông như vậy nữa, không nghĩ tới còn có một ngày lại nghe lại cái tên này thế nhưng ông lại cảm thấy vô cùng thân thiết là vì sao chứ hả ông nhìn không được xoa nhẹ đôi mắt già nua chưa kịp cảm động nói cầu cố tỉ tỉ là tôi đây đã nghe cố tỉ tỉ của ông cảm thán nói không nghĩ tới cầu tử lại sống dai như vậy thật là lợi hại chẳng lẽ lại không lợi hại hay sao bởi vì muốn đi tới trấn bạch ngọc chân độ đang ở trong miếu cẩn thận dưỡng thương vừa nghe vậy cũng đi theo cậu nói không biết sau trận thiên tai nơi đó khôi phục thế nào rồi muốn trở về nhìn xem. Đúng lúc cậu ở trong miếu cũng nhàn đến mốc cả người, nếu còn không đi đâu, thần thể chắc cũng dỉ ra như sắt mất, vậy cũng được, vừa vặn đi cùng nhau. Đây là lần đầu tiên, cố phi âm trở lại thành trấn nhà họ cố, từ sau khi khôi phục ký ức, dáng vẻ của nơi này khác xa trong trí nhớ của cô, gần như là đã hoàn toàn biến thành hình dáng khác, hoàn toàn xa lạ, thế cho nên cô mới hoàn toàn không nhận ra. Đặc biệt là chùa Bạch Ngọc xây dựng trên lưng chừng núi kia, Mỗi ngày đều gõ chuông tụng kinh, toàn bộ thôn trấn đều có thể nghe thấy, chứ đừng nói đám quỷ còn ở gần hơn kia. Mỗi ngày đều phải đối mặt với những tiếng kinh tiếng chuông như vậy, có thể không sợ ai sao? Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến đám quỷ trên đỉnh núi phải chuyển nhà. Ở đây chẳng khác nào treo lơ lửng một thanh đao trên đỉnh đầu. Ngay cả cô dù phải liêu mạng cũng muốn dọn đi. Đây cũng là lần đầu tiên cố phi âm đi bái tế hòa thượng xinh đẹp. Ông được an nghỉ trong một tòa phật tháp sau đại điện. Liễu nguyện hòa thượng đưa cô tới cửa lên dừng chân Sư phụ ông cả một đời đều lo lắng cho cố tỷ tỷ Hiện giờ cố tỷ tỷ đã bình an trở lại rồi Ông chắc chắn sẽ rất vui Sư phụ ở ngay bên trong Tòa Phật Tháp này cao 13 tầng Đứng ở trên trấn Bạch Ngọc cũng có thể nhìn thấy nó ở phía xa xa Đáng tiếc tòa tháp này cũng không mở cho người ngoài đi vào Nghe nói có nhiều vị quan lớn quý nhân nghe danh mà đến Muốn đi lên xem Đáng tiếc đều bị cự tuyệt từ ngoài cửa nó từ trước tới nay cũng không vì yêu cầu của bất kỳ ai mà mở ra đây cũng là trở thành một nơi khá thần ví và uy nghiêm của chùa bạch ngọc thậm chí còn lưu truyền ra cả nhiều lời đồn đại ví dụ như nói viên xá lợi sau khi viên tịch của cao tăng tông nan người xây dựng nên chùa bạch ngọc được cừng phụng trên tầng cao nhất của tháp người đời đều nói tông nan phật hiệu cao thâm thông thần quỷ đoạn tương lai ông tuy chết nhưng cũng không phải là chết mà trở thành phật chân chính bởi vì từng có tên trộm đi lên muốn trộm lấy viên sáng lợi của ông cuối cùng không những không đắc thủ còn bị thương không nhẹ bị bắt ra vào cuộc cảnh sát nhiều năm sau này đi ra đi vào cũng xui xẻo hết cả nửa đời không thể nói là không thê thảm từ đó về sau truyền thuyết về tông nan lại tự nhiên nhiều càng thêm nhiều khiến càng nhiều người muốn đi bái tế cho dù không thể đi lên khách hành hương tới thắp hương cầu phúc dưới chân tháp cũng không ít mà hiện giờ tòa tháp này rốt cuộc lại vì một người mà mở ra Cổ phi âm đi dọc theo cầu thang từng tầng từng tầng đi lên Tòa vật tháp này cực cao Nhìn thôi đã thấy uy nghiêm đổ sộ Cô không nhịn được có chút khẩn trương sợ hãi Các vị thần vật Bồ Tát ở đây không cẩn thận khiến cô hồn phi phách tán Vậy chẳng phải cô thảm rồi sao? Sao biết vậy cô cứ tùy tiện đốt chút tiền giấy ở bên ngoài là được cũng không nghĩ tới ngôi miếu thổ địa rách nát bị đốt đến không còn hình dạng khi cô ngất đi, lại biến thành dáng vẻ hãi người ngày hôm nay. Cô đi nhanh như bay đến tầng cao nhất, định nhanh chóng tế bái, rồi đi ngay. Từ nay về sau sẽ không tới nơi này nữa. Nếu như lại muốn tế bái hòa thượng xinh đẹp, tùy tiện tìm nơi nào đó an tĩnh, chống trải, rồi đốt ít tiền giấy là được. Hòa thượng xinh đẹp chính là cao tăng đắc đạo, khẳng định không để ý đến những tiểu tiết phàm trần thế tục như thế này đâu. Cố phi âm đứng ở cửa xem xét vài lần, nhìn thấy trong vật điện đặt mấy phò tượng Phật. Tượng Phật được cung phụng bằng dưa và trái cây. Ở chính giữa phía trước thì đặt một cái hộp nhỏ màu đen. Cô nhớ tới chính mình cũng từng ở trong miếu thổ địa khá lâu. Mỗi ngày đều xem hòa thượng xinh đẹp, ăn chay niệm Phật. Hình như cũng không có việc gì lớn mà nhỉ. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hòa thượng xinh đẹp, chắc cũng sẽ không làm hại cô đâu. Nghĩ như vậy cô lại cảm giác an toàn hơn một chút, thật cẩn thận đi vào. Ai biết cô mới vừa bước vào một bước Đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên lại biến đổi Cô kinh hãi suýt nữa thì thét lên chói tai Cả người đều cứng đờ Trước mắt cô tối sầm xuống Khi mở mắt ra lần nữa Lại nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước thiền điện dáng vẻ của ông dường như càng trưởng thành hơn một chút Trong trí nhớ của cô Ông vẫn là tiểu hòa thượng anh Tuấn Nhưng dị thường nghiêm túc chăm chỉ Còn người trước mặt này Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút đường nét trên khuôn mặt càng thâm thúy, sắc nét lại ôn hòa. Ngoại trừ vẻ nghiêm túc chăm chỉ, còn lộ ra vẻ trang trọng và uy nghiêm mà không người nào có thể nhìn thấu. So với dáng vẻ trong trí nhớ của cô lại còn dễ nhìn hơn. Cô ngơ ngác nhìn ông một hồi lâu, có chút kịch động nhỏ nhỏ trà sát hai tay nói. Tông nan, cậu thật sự trở thành Phật sao? Nếu thành Phật, vậy thì sau này cô có phải cũng coi như là người có chút quan hệ ở chỗ Bồ Tát hay không? Bọn họ tốt xấu gì cũng đã quen biết hơn 100 năm, Quan hệ này người bình thường không thể so được chứ nhỉ Ai ngờ Tông Nan lại chỉ nhìn cô Nói Ông chỉ là một sợi tàn hôn mà Tông Nan lưu lại Tông Nan chân chính Đã sớm luân hồi chuyển thế rồi Không chút lưu tình đánh vỡ huyễn tưởng của cô Cố phi âm cả nghi hoặc Tông Nan tại sao lại muốn lưu lại tàn hôn Cậu ấy còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay sao Tông Nan nói Bởi vì ông còn có một chuyện chưa làm được Cảm thấy tiếc nuối Chuyện gì? tôi còn chưa từng nói lời cảm ơn cô quỷ nhỏ cô từng cứu tôi mà tôi vẫn chưa cảm ơn cô cảm ơn tôi chỉ vì việc này thôi ư cố phi âm nhịch miệng cười âm hiểm cậu cũng đã cứu tôi mà vì ổn định hồn phách cho tôi mà cậu không tiếc hao tổn tu vi và cả số mệnh của chính mình nếu nói thật ra chúng ta cũng xem như huề nhau đi mà cũng không đúng loài người các cậu tuổi thọ rất ngắn tôi là quỷ may mắn còn có thể sống không đến nỗi một nghìn thì cũng tám trăm năm như vậy tính ra thì vẫn là tôi được hơi Tông Nan ngồi trên bồ đoàn Đôi mắt bình tĩnh nhìn cô Ân chính là Ân Không vần chia lớn nhỏ Cố Vi âm nghĩ nghĩ Nói như vậy hình như cũng đúng Quả nhiên ý nghĩ của hòa thượng xinh đẹp Chính là cảnh giới Cô vĩnh viễn đều không thể với tới Cô tính toán chi ly Nhận gàn sợ phiền phức Lại tham tài tham ăn ngon Chỉ cầu có thể bình yên sống qua ngày Có cơm ăn, có áo mặc, có việc làm Có tiền để kiếm Càng không vì một tiếng cảm ơn mà khổ sở chờ đợi cả trăm năm. Đương nhiên, cô cũng rất cảm ơn hòa thượng xinh đẹp. Nếu không có ông ấy, cô chắc đã sớm tan thành mây khói, tiêu tán trong thiên địa. Vậy, tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tông Nan cười cong cong khóe mắt, dáng vẻ uy nghiêm lúc này lại có chút hiền lành. Cố phi âm nhích nhích miệng, muốn nói hòa thượng xinh đẹp thật sự rất dễ nhìn. Nếu như cô ngất đi muộn một chút, không chừng có thể nhìn nhiều vài lần nữa. Ai, thật là đáng tiếc mà. Đúng rồi. Tông Nan, cậu lợi hại như vậy, có cách nào để tôi thoát khỏi thân thể này hay không? Tôi bị giam trong này rất lâu rồi. Cậu không biết đâu, cuộc sống hiện tại không dễ lăn lộn chút nào, tôi lại không có kỹ năng gì cả, rất khó tìm được việc. Mỗi ngày đều phải âu sầu vì tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, tôi thấy phiền chết đi được, vẫn là làm quỷ tốt hơn, ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần lo lắng, cuộc sống tiêu xài vô bờ. Nhọc quỷ, đây chính là ý trời. Ý trời? Ý trời gì chứ? Ý trời muốn tôi phải chịu khổ chịu tội. Ông trời chết tiệt quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Chỉ muốn trà tấn cô mà. Cô nhóc quỷ này thật không thay đổi chút nào. Hả? Cô phi âm có chút kỳ quái. Cô chính là cô. Còn có thể thay đổi thế nào chứ? Tông Nan nhìn cô trong ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý trời chính là như thế. Cô cứ làm người cho tốt đi. Không cần suốt ngày suy nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn đó. Tôi không suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nào mà Tôi đều nghĩ chuyện đứng đắn đấy Cậu nhìn nói cho tôi Rốt cuộc có cách nào hay không Không có Không có Sấm giữa trời quan Thiên đạo bất công Người cứ nhận đi Ông trời chết tiệt Thiên đạo bất công Nó là thiên vị đó Muốn nói với cái tư chất kia của cố phi âm Cố lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến hồn vi phách tán Ông trời dáng cô chui vào một cái thân thể không trọn vẹn hồn phách với cô mà nói đó là một loại cứu rỗi huống chi cố phi âm mệnh cách kỳ lạ một thiếu nữ khuê cát như cô dù có giết những tên thổ phỉ kia cứu tính mạng của người dân trong cả một thôn cũng không nên có công đức trói mắt như vậy như thế chỉ có thể nói những kiếp trước cô từng làm nhiều việc thiện tích góp từng tí từng tí một qua từng kiếp mới có được công đức sáng trói như hôm nay nói như thế thiên đạo thiên vị cô nhiều lần cứu mạng cô cũng không phải là kỳ quái Cố phi âm cúi đầu bất đắc dĩ nói Thật sự không còn cách nào sao Tông nan không chút do dự nói Không có Cố phi âm tuyệt vọng thống khổ Nói nói như vậy Viện thự hướng sông của tôi chỉ có thể để lại Đem đi thuê mấy chục năm nữa rồi Tuy rằng căn nhà đó so với nơi tôi ở hiện tại thì tốt hơn nhiều Tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Rồi lại nhẫn nhịn một chút nữa rồi mới chuyển vào vậy Tông nan nhắm chặt mắt Hiện giờ sứ mạng của tôi đã hoàn thành Nhóc quỷ Tôi phải đi đây Cố phi âm ử ừ một tiếng Muốn hỏi ông chuyển thế thành ai Nếu có cơ hội nói không chừng cô còn có thể đi nhìn ông một cái Đáng tiếc Tông nàn cũng không để ý tới cô Thân hình mơ hồ dần dần hóa thành những đốm sáng nhỏ Rồi tan biến trong không khí Mà cùng lúc đó Chân độ đang ngồi thiền dưới trần tháp Liền mở to mắt Cậu sơ sơ ngực Nơi đó dường như vừa có được thứ gì đó lấp đầy Khiến cậu tràn đầy sung sướng Cậu nhịn không được cười cười tâm tình cũng theo đó tốt lên. tịnh hành ngồi ở bên cạnh, nghi hoàng nhìn cậu rồi nói, cậu đột nhiên cười ngốc gì thế? chân độ nghĩ nghĩ, không biết nữa, cảm giác giống như chuyện khiến tôi tiếc nuối đã lâu, đột nhiên viên mãn, cho nên tâm tình rất tốt. tịnh hành cái hiểu cái không? liễu nguyện lão hòa thượng nhìn nhìn chân độ, không biết có phải là ông hòa mắt hay không? vừa rồi hình như ông nhìn thấy bài đốm sáng dừng trên người chân độ, nhưng đợi ông cẩn thận nhìn lại, lại chẳng còn gì hết. Ông nhìn về phía Phật tháp Cố tỷ tỷ đã đi lên rất lâu rồi Cũng không biết cô ở trên đó nhìn thấy cái gì Mà lại ở đó lâu đến vậy Mãi sau mấy phút đồng hồ Ông rốt cuộc cũng nhìn thấy cố tỷ tỷ từ trong tháp đi ra Trên khuôn mặt trắng bạch của cô Vẫn là nụ cười âm trầm Vậy tay chạy lại nói Đi thôi tôi đói rồi Lúc nào thì ăn cơm vậy Liễu Nguyễn Lão Hòa Thượng cười tủm tỉm nhanh đón Chút nghi hoặc này chốc lát đã, đã bị ông ném xa một bên, dáng bẻ hiện giờ, thật nhìn thật giống như tiểu hòa tượng vài chục năm trước, thịnh chạy vòng vòng xung quanh cố tỉ tỉ lấy lòng nói. Làm xong rồi, cơm đã làm xong từ sớm rồi, chỉ chờ cô ăn thôi, đi đi đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Tịnh hành bất đắc sĩ lắc đầu, cùng chân độ liếc nhau đi theo sau. Chân độ nói, xem ra sư phụ cậu rất thích cố thí chủ. Tịnh hành nói, cậu cũng như vậy mà. Ừ, Tôi luôn cảm thấy cô thí chủ rất thân thiết Hơn nữa tôi còn nợ cô ấy 10 tệ Vậy lúc nào thì cậu định trả? Ai, tôi thật sự rất nghèo Ồ, bữa tối cô phi âm ăn ba bát cơm đầy Đồ ăn chay tuy rằng không có thịt Nhưng vẫn có muối có vị Ăn vào vẫn rất ngon Ăn cơm rất ngon miệng Hơn nữa cô phát hiện Mấy tiểu hòa thượng này cũng rất có tay nghề nấu cơm Ngay cả ngâm dơ muối cũng chưa giòn ngon ngon Rất bừa miệng Cà rốt sắt thành từng miếng vuông vắn, củ cải trắng cũng được sắt thành từng phiến mỏng, ngâm vài ngày liền vớt lên, cho thêm một chút dầu ớt, mùi vị vô cùng ngon. Dù chỉ có dưa muối ăn với cơm, cô cũng có thể ăn được liền mấy bát. Cô ăn đến no căng bụng, ngay cả thành kiến của ông trời chết tiệt kia đối với cô cũng quên bén đi mất. Có điều sau khi ăn xong, không bao lâu, cô liền nghe thấy ông Dư dẫn theo một đám quỷ ở dưới chân núi hạ giọng gọi cô. Cố đại sư, cố đại sư, cố đại sư nghe nói cô đã về rồi cố đại sư cố đại sư cô mau mau ra đây đi cố đại sư cô mau tới đây đi người nào không biết chuyện nghe xong còn cho là bọn họ đang gọi hồn ấy cố phi âm đi ra ngoài nhìn thấy hỏi bọn họ có chuyện gì thế tìm thấy mộ của cô rồi hay sao ông dư co rụt cổ lại mộ là không tìm thấy nhưng bọn họ đã đem tảng đá chặn cửa cái mộ của anh hào dọn đi rồi vậy cũng là lập công rồi chứ mộ của anh hào không phải chính là mộ của diễm quỷ sao bên trong này cũng không ít bảo bối đâu cô phi âm vui vẻ nhảy tưng tưng tùy tay túm một con quỷ thật nhìn rất chắc chắn và nhảy lên đi đi xem một chút nhưng cuối cùng cô cực kỳ hưng phấn mà đi lại tràn đầy thất vọng mà về bởi vì trong mộ diễm quỷ căn bản chả có thứ bảo bối tốt gì như cô tưởng chỉ có một ít xương quỷ cao quỷ bị bọn người anh hào cướp đoạt về căn bản cũng chả có núi vàng núi bạc như cô vẫn hằng mong đợi Diễm quỷ này quả nhiên là tên thần dữ của Chuyển nhà cũng không quên dọn sạch trơn Không để lại chút gì Ít nhất cũng nên để lại một chút chứ Không biết đạo lý thỏa hồn có ba hang hay sao Chuyện cố đại sư trở lại Bạch Ngọc Trấn Lập tức được truyền ra Người bình thường chắc cũng không mấy ai biết đến Dù sao thì lúc này hầu hết mọi người đều không ở trong trấn Ngoại trừ các công nhân xây dựng trùng tu sau thảm họa Thì trong trấn không có mấy người rảnh rỗi Ngay cả đám trẻ con cũng đã ra ngoài đi học nhưng mà đám tiểu quỷ thì không kiêng dè gì Hầu hết chúng nó đều đang ở trong trấn Không đi đâu cả Lúc nghe được tin tức thì sôi nổi với quanh chùa Bạch Ngọc nhìn lén Không chỉ to gan nhìn lén mà còn gân cổ gọi Cố đại sư, cố đại sư Chúng tôi biết cô đã đến rồi Cô mau ra đây đi Cố đại sư, mau ra đây nào Từng tiếng kêu vô cùng quỷ dị chẳng khác gì gọi hồn Nhưng lại cố tình lộ ra cảm giác ân cần kỳ lạ Liễu nguyện hòa thượng chống thiền trượng ra cửa núi Nhìn xuống từng đám tiểu quỷ trốn trong các tán cây góc tường Ông hừ một tiếng, hắng giọng bắt đầu thì thầm tụng kinh, còn cố ý càng ngày tiếng tụng càng lớn, bọn tiểu quỷ cả kinh vội vàng bỏ trốn, chỉ sợ bị niệm cho hồn phi vách tán. Bọn chúng có ai lại không biết, liễu nguyện hòa thượng chính là trò cưng của tông nan cơ chứ, Phật pháp cao thâm, nào dám tụ tập trước mặt ông cơ chứ. Liễu nguyện hòa thượng hai lòng gật đầu, lúc này mới cao hứng, đám tiểu quỷ đó trước kia thích tranh cố tỉ tỉ với ông, không ngờ mấy chục năm trôi qua rồi mà cái đám đó vẫn không biết thay đổi gì vẫn cứ thích tranh giành cố tỉ tỉ với ông nhưng mà cũng chỉ trốn một lát vì không lâu sau ông cụ dư hoảng loạn chạy tới kêu không ổn rồi không ổn rồi xảy ra chuyện rồi vài người anh em của chúng ta đã bị bắt đi rồi cái gì tiểu quỳ bị bắt đi chuyện này nói ra cũng không dài lắm chính là bọn họ vì muốn cảm ơn cố đại sư cho nên nhận ủy thác của cô mỗi ngày đều lang thang trong núi xuyên núi xuyên cây để tìm ra cái mộ trong lời nói của cô Bọn họ tìm tới tìm lui đã nhiều ngày, dường như trở thành việc bắt buộc mỗi ngày. Ngay cả mấy ngọn núi bên cạnh cũng đã tìm vài lượt, không bỏ sót một hòn đá ngọn cỏ nào. Hơn nữa lực lượng của chúng rất đông, tiểu quỷ chết trong tai nạn mà cảm kích cố đại sư cũng không ít. Một tổ chức tự phát như vậy có đến trên dưới mấy trăm tiểu quỷ. Khỏi phải nói, đồng như vậy thì đương nhiên đã tìm ra cái mộ vô cùng quỷ dị. Cái mộ kia ở ngọn núi sau chùa Bạch Ngọc là một tiểu quỷ không cẩn thận xuyên vào, quản khí ở trong đó rất nặng. Nó vừa vào đã bị khí thế kia dọa đến mức sợ run cầm cập, vừa định bỏ chạy đã bị một làn xương đen cuốn đi. Ông cụ dư lúc ấy cũng ở bên ngoài, đợi cả buổi cũng không thấy nó đi ra. Mấy tiểu quỷ khác bèn nói để vào xem có phải phát hiện ra cái gì rồi hay không. Ai ngờ chúng nó đi vào rồi cũng không thấy trở ra nữa. Ông cụ dư bên ngoài vốn không biết có chuyện gì, nghĩ rằng chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó thần kỳ hay sao? Nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, nên cũng đi vào. Ai ngờ vừa vào đã thấy mấy tiểu quỷ đang gào thét bị xương đen lôi đi đám xương đen đó quỷ dị khó lường giống như có ý thức cứ cuốn lấy tiểu quỷ rồi kéo vào trong ông sợ tới mức không nói được gì vội xoay người bỏ chạy đến đây cầu cứu lại nói cái mộ kia vô cùng bí ẩn bọn họ tìm ở trong núi lâu như vậy rồi mà không phát hiện ra ở chỗ đó có một cái mộ xung quanh cũng không có bia mộ hay thứ gì linh tinh ai ngờ vừa phát hiện đã có chuyện còn bắt luôn mấy tiểu quỷ của bọn họ đi mất bây giờ còn không biết sống chết ra sao cho nên ông mới phải vội vàng chạy tới đây cầu cứu chỉ sợ chậm chân thì đến cạn hồn cũng chả con liễu nguyện hòa thượng nghe vậy thì rất kinh ngạc không nghĩ lại có loại chuyện thế này ngọn núi sau chùa bạch ngọc của bọn họ từ khi nào lại xuất hiện một cái mộ khó hiểu như thế còn có quỷ quái lợi hại ở đó vậy còn có thể làm thế nào mau đến đó kiểm tra thôi chứ sao Cô phi âm vừa ăn cơm sáng xong nghe thấy có chuyện cũng vội qua xem lại nói con quỷ này lợi hại chắc chắn tuổi quỷ của nó cũng rất lớn đạo hạnh cao thâm chắc đã bắt không ít tiểu quỷ vàng vàng châu báu cướp được cũng không phải ít ông cụ dư đi trước dẫn đường gương mặt trắng xanh lại càng lạnh lẽo cứng ngắc cố đại sư lát nữa cô phải cẩn thận đấy làn xương đen đó thật sự rất ghê gớm bị quấn vào rồi là không thoát ra được kết cục sẽ rất thảm cố phi âm nghiêm túc gật đầu đúng là phải cẩn thận bằng không tiền còn chưa tới tay thì bản thân đã gặp tai ương thế thì cô sẽ tức chết mất liễu nguyện hòa thượng lập tức nói cố thí chủ Cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Cô phi âm nhìn tay chân già yếu và gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Trước kia, lão vừa đen vừa xấu lại nhỏ xíu. Nhưng tốt xấu gì còn có thể chạy nhảy không cần lo gãy xương đau cơ gì cả. Bây giờ, lão là người già rồi. Đừng nói chạy nhảy, ngay cả đi nhanh còn khó. Có chuyện gì lại phiền cô chăm sóc. Liễu Nguyện Hòa thượng bị ánh mắt ghét bỏ của cố tỷ tỷ làm cho tủi thân. Cô bỏ qua thời điểm hắn đẹp trai nhất là hắn sai hay sao chứ? cố phi âm dẫn theo một đoàn hòa thượng lẫn tiểu quỷ lên núi ông cụ dư đi trước dẫn đường dọc đường đều vô cùng khẩn trương một lát lại nói cẩn thận có mai phục một lát lại suy đoán liệu có phải con quỷ đó di dần đến đây hay không nó biết ở đây có nhiều người chết quỷ mới cũng nhiều đặc biệt đến đây để làm điều ác hắn nói mạch lạc rõ ràng càng nói càng thái quá làm nhóm tiểu quỷ sợ chết khiếp tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an nếu thật là như vậy thì chúng không phải là thảm rồi hay sao đả đạo thế lực tả Thế không cúi đầu trước thế lực tà ác đúng vậy chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục được đúng liều mạng với hắn đám tiểu quỷ xúc động phẫn nộ ý chí chiến đấu rục sôi hận không thể lập tức liều mạng với đối phương đáng tiếc lúc cố phi âm dẫn theo hòa thượng và đám tiểu quỷ đến nơi xảy ra chuyện thì lại phát sinh khó khăn khác cái mộ này không có cửa vào đám tiểu quỷ có thể xuyên vào nhưng cô thì không muốn vào phải đào một lối đi trước mộ chẳng còn cách nào khác Cố phi âm chỉ có thể để ông cụ dư và mấy tiểu quỷ xuống núi mượn vài cái cuốc sẻng. Đào mộ thì sao có thể không có dụng cụ được. Những tiểu quỷ khác thì tìm xung quanh xem có lối nào vào hay không. Bọn họ ở bên ngoài gõ gõ đập đập không dừng. Không lâu sau thì đào được một cái hố sâu trường vài thước. Cố phi âm đứng ở rìa hố quan sát. Liễu quyện đằng sau thò cổ và nói. Còn quỷ đó thực sự ở bên trong hả? Sao tôi lại không cảm nhận được gì? Cố phi âm đồng cảm nhìn lão. Bật đặc sĩ nói tiền nhóc này tuổi tăng lên nhưng đạo hạnh lại không mấy cao lên chút nào nhỉ. Chưa hề kế thừa được tí phong thái cao nhân nào của hòa thượng xinh đẹp. Tịnh hành không muốn an ủi sư phụ mình tí nào, cười nói. Chúng ta không cảm nhận được khí tức của ngôi mộ này. Có phải do bên trong có răng trận pháp ngăn cản khí tức hay không? Hoặc là hắn dùng thuật ẩn khí tức gì đó, cho nên chúng ta mới không nhận ra ở đây có lệ quỷ. Chân độ nói, chắc chắn là con quỷ kia có thủ đoạn gì đó, chúng ta cẩn thận một chút là được. Cô phi âm gật đầu Lợi hại như vậy chắc đã trộm rất nhiều ngôi mộ Vậy cô không phải là dâu to rồi sao Đang nói thì ông cụ dư bên kia hét lên một tiếng Hoa ra bọn họ đào lâu như vậy Cuối cùng cũng đào thông Nháy mắt thông đất Luồng oán khí bị ngăn cách Cuối cùng cũng bay ra từ trong lòng đất Lạnh lẽo, hắc ám Luồng khí tức quỷ dị này làm cho người ta sởn tóc gáy Ngay cả đám tiểu quỷ cũng cẩn thận lùi về phía sau mấy bước Đào thông rồi hình như thông rồi nhưng mà sao tôi lại có một dự cảm xấu thế này nhỉ cảm giác này thật là đáng sợ trong đó sẽ không phải thật sự có lệ quỷ mấy trăm một ngàn năm tuổi đấy chứ hắn sẽ ăn chúng ta sao đừng sợ đừng sợ chúng ta có cố đại sư tôi không tin hắn có thể lợi hại hơn cố đại sư đâu như thế cố đại sư trong mắt chúng là lợi hại nhất những người khác đều dẹp sang một bên ngay cả liễu nguyện hòa thượng cũng đừng mơ so được cố phi âm muốn chạy qua xem anh ở trong chớp mắt rừng cây vốn yên tĩnh lại đột nhiên có gió thét gào, lá rụng đá vụn bay tứ tung làm người ta không thể mở nổi mắt cố phi âm à bị thổi chúng thì lảo đảo suýt ngã cô phải ôm chặt cái cây bên cạnh mới giữ được cơ thể liễu nguyện hòa thượng thì bị gió thổi bay lên trời may mà tịnh hành và chân độ mỗi người nắm được một tay của ông kéo lại đám tiểu quỷ thì càng bay tứ tung khắp trời gào thét chói tai bỏ chạy tán loạn khi thấy cỡ này quả nhiên là một con quỷ cực lợi hại không chỉ có đám quỷ ngay cả tịnh hành và chân độ cũng không khỏi căng thẳng cả người rất cảnh giác lông ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái tóc dài mặc áo đen bay giữa không trung gương mặt của cô ta trắng bạch âm u trong mắt đen tuyền ác độc nhìn bọn họ như đang nhìn lũ kiến không biết đường sống chết mà cô ta lại có thể tùy tiện bóp chết chúng ai dám dường oai ở địa bàn của bà đây đám tiểu quỷ lôi kéo túm tay nhau mới giữ được thân hình lúc này chúng rất choáng váng bởi vì nữ quỷ kia không chỉ có quỷ khí ngập trời, khi thế mạnh mẽ mà còn rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt không có tí hào cảm nào. Rõ ràng gương mặt cứng đờ trắng bạch, đôi môi lại đỏ như máu, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta nhìn vào thì mù cả mắt. Cô ấy đẹp quá. Đẹp cái gì mà đẹp, có đẹp thì cũng là quỷ, bị âm say bắt thì cũng vào trào dầu thôi. Đúng vậy, cô ta còn bắt quỷ của chúng ta, không thể để bị mê hoặc. Nữ quỷ kia lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u lại càng thêm sắc bén. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Cô ta không muốn nói nhiều với bọn họ, xoay người muốn bỏ đi. Lúc này mới đột nhiên phát hiện ngoại trừ đám tiểu quỷ bay trên trời, thì trên mặt đất còn có mấy tiểu hòa thượng đang đứng, còn có cả một người con gái tóc dài đứng đó, cường đầu lạnh lùng nhìn cô ta. Cô gái tóc dài này không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn ngơ ngác nhìn chăm chăm cô ta, nhìn một lát thì tự nhiên lại toét miệng cười cực kỳ quỷ dị, gọi cô ta, tiểu diễm tiểu diễm không cô ta không phải tiểu diễm cái tên quê mùa đó không phải là cô ta đâu tác giả có lời muốn nói nữ chính tiểu diễm chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi diễm quỷ không ta không quen cô